Sao nó lại ở chỗ tồi tàn thế này chứ? An! Ủa? Hôm nay em về sớm vậy? Sao lại là My chứ? Giỏi nha, lại còn biết nấu ăn nữa. Dạ, ở nhà con cũng hay phụ mẹ con lắm. Ừ, vừa xinh đẹp, giỏi giang, lại nấu ăn ngon như vậy. Sau này ai mà lấy được My là có phước lắm đó. Con chào cô. Wow, chào con. Ô là la, chị thấy không? Có bé My là cái văn bếp sáng rực lên hẳn luôn. Con ngồi đi, con ngồi đi. À, dạ. Ngồi vô. Chị. Sao? Đã đến lúc tuyển chọn con dâu rồi đó nha. Đúng là cũng sắp đến lúc thiệt rồi. Nè, con quá. Trai cô có bạn gái rồi phải không ạ? À, hình như vậy. Nhưng mà cô đã được gặp đâu. Chị, em nghĩ sau này mà chị có cô con dâu giống như bé My đó, chắc là chị happy lắm đúng không? Nhưng mà tiếc là My có người yêu rồi. Cô nghĩ giá như mà cô gặp con sớm hơn. Cô đừng chọc con mà. Cô nói thật đó. Mẹ, mẹ đang gói đồ hả? Không thấy sao con hỏi? Mẹ, con xin lỗi. Xong đi luôn đi. Quay về đây làm gì? Hôm qua còn hùng hổ lắm mà. Thôi mà mẹ, con xin lỗi mà. Tại hôm qua con giận quá nên con mới vậy thôi. Con biết con sai rồi. Con cái kiểu gì mà cứ giận là bỏ đi, giận là bỏ đi. Mẹ, con có mua quýt cho mẹ nè. Ngọt mà ngon lắm, mẹ ăn nha. Mẹ không phải là cái bà giám đốc đó đâu, để cho con phải nịnh nọt như vậy đâu. Con đâu có. Anh ăn đi cho nóng. Cảm ơn em nha. Em đợi anh để hâm đồ ăn cho anh đó hả? Ừ. Ngon nữa. Này cậu đang thức đó. Ngon nè. Ăn chung với anh cho vui. Thôi mà không ăn đâu. Hồi nãy em ăn nhiều lắm rồi. Không, ăn cùng anh cho vui đi. Thôi, em đánh răng rồi. Thôi, tiện đánh răng lại. Chim mớm mồi hả? Mai con không đi làm hả? Con thức khuya như vậy rồi làm sao sức đâu mà mai làm. Đi về phòng ngủ đi. Cơm có sẵn rồi, tự múc mà ăn đi. Dạ, con biết rồi. Còn không đứng lên. Sao nó lại ở chỗ tồi tàn thế này chứ? An! Ủa? Hôm nay em về sớm vậy? Sao lại là My chứ? Hôm nay sếp có việc về sớm nên em cũng được về luôn. Mày hả? Em nghe ba nói anh đang phụ ba sửa chỗ bị thấm trong quán hả? Ờ thì bây giờ anh phải tận dụng mọi cơ hội để lấy lòng mẹ em chứ. Cực cho anh quá à. Anh không sao. Để em phụ anh nha. Thôi đừng có phụ, bẩn với cả nặng lắm em không làm được đâu. Anh làm được rồi.
Nhiệm vụ duy nhất của em bây giờ là hôn anh một cái để anh nạp lại năng lượng. Anh này kỳ quá đi. Với cả bây giờ nhà có hai đứa thôi à nhá. Thôi nhưng mà không, nhưng thì hết á. Nè lau này, thấm này, nè đã sạch vô. Bây giờ con có cố gắng mấy đi chăng nữa, con làm được hay là không làm được, bác cũng không thay đổi đâu nha. Con đừng cố gắng làm cái gì hết á. Dạ, dạ con biết mà. Cái này là con chỉ muốn giúp bác như vậy thôi. Không thể nào chấp nhận được. Mình nuôi con bao nhiêu năm khôn lớn, sáng láng nên người, đẹp trai người người như vậy, tại sao phải đi quỵ lụy thiên hạ chứ? Tức chết đi được mà. Con với bạn trai con dạo này vui vẻ lắm hả? Dạ, chuyện hai đứa thì ổn. Nhưng mà mẹ con thì... phải chi mẹ con dễ chịu với bạn trai con hơn thì con không còn gì phải lo nữa. Mẹ con thì vậy, còn mẹ của bạn trai con thì sao? Con đã gặp chưa? Dạ chưa. Vậy con có hồi hộp không? Có lo là mẹ của bạn trai con cũng sẽ phản đối không? Dạ, con cũng băn khoăn lắm. Nhưng mà bạn trai con nói không cần phải lo. Anh nói chỉ cần anh thích thì mẹ anh cũng sẽ thích ạ. Mẹ của cô phản đối thì cô lo, còn mẹ của bạn trai cô thì cô không quan tâm. Đi làm việc đi. Cũng là hồi đó thấy My làm việc siêng năng thì mình đánh giá cao, sao bây giờ nhìn kiểu gì cũng thấy giả tạo. Đi làm cái kiểu gì mà như là bán mạng vậy đó. My, em đi taxi về hả? Dạ, anh đợi em á hả? Ừ. Em đã nhắn là bữa nay em về trễ rồi mà. Thì về trễ anh mới ra đây chờ em đó chứ. Em chưa về thì làm sao anh yên tâm được. Có sao đâu, trước giờ em vẫn đi làm về trễ mà. Trước kia khác, bây giờ của anh rồi thì khác chứ. Bây giờ đêm rồi, mặc áo vào, sương xuống lạnh đó. Em mặc áo vào đi. Thôi em không cần đâu. Nào, mặc anh áo lạnh đi. Hơn em thì có. Lạnh đâu mà lạnh, anh không lạnh gì hết á. Tự nhiên thấy tụi nó như vậy mình cũng thấy vui vui á. Con chào buổi sáng bác. Tối hôm qua bác ngủ ngon không ạ? Sáng nay nhà mình ăn xôi bác, vậy cho con xin một dĩa, con ra ngoài sân ăn. Ăn chung với gia đình luôn đi. Dạ. Mẹ cho ăn khang chung hả mẹ? Con câu bộ nói không nghe sao hỏi hoài vậy? Bác, vậy là bác cho phép con với cả My. Cho phép là cho phép cái gì? Chỉ là cho người ăn chung với gia đình thôi. Nhà thì có mấy người à, mà người ăn trong người ăn ngoài, hàng xóm người ta thấy được người ta cười cho thúi đầu. Trời ơi bác, con cảm ơn bác. Con cảm ơn bác. Nóng nực quá đây nè cái thằng này. Con cảm ơn rất nhiều, con sẽ không bao giờ làm bác thất vọng đâu. Trời ơi, nó nóng nực biết rồi. Em nè, vậy là em đồng ý cho Khang ăn cơm chung với mọi người rồi hả? Hình như là vậy á ba. Oh yeah. Nếu mà đã đồng ý cho ngồi ăn chung vậy thì em cũng đã đồng ý cho hai đứa tụi nó thương nhau phải không? Đồng ý cái gì mà đồng ý? Cái này là chỉ là ăn chung thôi. Ngày xưa mày phản đối, mẹ bắt anh Khang ăn riêng. Bây giờ mẹ cho ăn chung là mẹ chấp nhận rồi còn gì. Đúng rồi. Em ưỡn tiếng đi cho con cái mình nó vui. Rồi bây giờ cả nhà không ai ăn sáng đúng không? Dạ thôi. Để con. Ăn chung. Về rồi hả bé yêu? Dạ vâng, con mới về ạ. Chắc là My tới đó. Em ra mở cổng giúp chị đi.
Con chào cô. Chào con. Để cô đi lấy nước cho con nha. Con cảm ơn cô. Ừ. Con chào cô. Ừ. Con tới rồi đó hả? Dạ, cô gọi là con đi liền đó. Giới thiệu với con, đây là con trai cô. Giấc mơ của mẹ phát sóng 20 giờ thứ 2, 3, 4 xem đồng thời trên Vion.